Đậu xe bên bãi đất trống và quán ngồi uống nước. Đến lúc ra về, hai vợ chồng run người khi phát hiện dấu vết lạ. Theo đó, trong lúc cả hai vợ chồng rủ nhau đi dạo, vì trời đột ngột đổ những cơn mưa bất chợt, thế nên cả hai mới quyết định đậu xe ở một bãi đất trống, rồi tấp vào quán nước ven đường gần đó để vừa ngồi uống nước, vừa ngắm mưa chiêu chiêu. Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường cho đến khi cả hai ra về và quay lại chiếc xe của mình. Trong lúc ngồi lên chuẩn bị nổ máy, cả hai vô tình phát hiện phía trước kính xe ô tô dường như có thêm một dấu vết lạ, mà đến khi quan sát kỹ, ai nấy đều phải rùng mình nổi da gà. Thấy không? Thấy. Mọi người thấy không? Bên đây có cái bàn chân nữa. Đây có cái dấu chân nữa. Nè. Dấu chân này. Dấu chân. Ừ, thấy. Nè, dấu tay này là rõ nhất nè. Đó, mọi người thấy không? Cụ thể, khi chiếc xe băng qua những đoạn đường có đèn đường chiếu vào, hình ảnh những bàn tay năm ngón dần dần được hiện rõ, trông giống hệt như dấu tay của một em bé đã chạm vào. Mặc dù trước đó kính xe của họ hoàn toàn sạch sẽ và không hề có những dấu vết này. Sự việc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi hoang mang và lo sợ. Một số người cho rằng rất có thể ai đó đã bày trò chơi khăm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người đã gặp qua trường hợp tương tự và khuyên chủ xe nên về làm lễ vì các yếu tố tâm linh chúng ta không thể thấy được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha!